rồi xin chào tất cả quý anh em thường thủ đến với kênh đâu có những tiếng của em nha quý anh em đó thì cái này là sẽ lô mới nè lô mới hàng em nó về em qua ghe trên video anh em đã theo dõi em thì em có thường nói là hàng em đang về thì cái lô này là hàng mới mới đang về là cái lô này anh em thì nói chung là em sẽ tuyển cho anh em những cái cần nào đẹp nhất ok nhất em bán trước bán cho anh em nha là hàng tuyển này là hàng tuyển anh em hàng tuyển thì giá cả thì nói chung là còn nhiều lắm anh em còn ở dưới ở dưới nhà dưới của em còn khoảng hai ba trăm cây carbon lận đó thì anh em cứ theo dõi kênh em và mua nha anh em thì cái này lâu hàng tiễn thì giá cả của nó thì nói chung là nó hơi cao hơn tí nè hơi cao nha hơi cao cho với thị trường bây giờ anh em còn nếu mà thực tế cái cần anh em thì cần cái giá trị của nó bây giờ thì nó rẻ hơn ngày xưa khoảng tầm một năm trước thôi chứ như cây cây cái cây, cây này đi cây này hai da này một năm trước cây này bèo gì rẻ lắm chắc cũng khoảng một từ một triệu tám đến hai triệu carbon hai da shimano cây này cũng vậy nè từ khoảng 2 triệu đến hai triệu rưỡi đó cây này cây Kenrap khoang khoan vàng anh em đó thì cái này chỉ bán có chiều tám thôi thì nó rẻ nói chung là nó so với cái thị trường hồi xưa thì khoảng nó rẻ hơn khoảng hai ba trăm ngàn cây lực nhưng mà so tới thị trường bây giờ cái tiêu cái, cái nguồn tiêu thụ nó thấp đó, anh em thì cái giá này thì nó so nó cao hơn với là cái mức thu nhập mức thu nhập của anh em mua cần uh, thời điểm bây giờ anh em đó thì anh em xem thì xem thấy ok thì cứ alo trực tiếp cho số điện thoại không năm sáu bảy năm sáu sáu bảy sáu sáu hoặc là 0588 887, nha anh em. Đó, đó anh em nào mua thì cứ alo cho em, mua một mã phí cước 30 hai mã là free ship nha anh em. Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Rồi mấy anh em đi cần đầu tiên nha. Cây này cây cần hai khúc ba đọt anh em. Một đọt à, cái này à, nãy anh vợ em nó nói nó chùi á anh em, nó vệ sinh bằng xà bông á cho sạch cần á thì này mấy này dính trắng xà bông thôi, chùi nó ra hết nha, lấy dầu chùi. Cây này, ngọn đồ cứng 30 50 nè, ngọn đồ cứng 50 80 nè, ngọn đồ cứng 80 120 nè khoan buji bát buji cần nói chung rất là đẹp nè em nói chung cần này thì em đã vệ sinh lại rồi sạch sẽ hết rồi và hai mét tư cho anh em ngọn tháp sợi thủy tinh cần rất đẹp cần này còn đẹp khoảng chín mươi phần trăm ba đọt cứng trung bình mềm anh em muốn câu đọt nào thì anh em câu đây ok chưa nói chung cần khá là ngon á và cái này mã cho anh em là 323 nha anh em, nặng 425 g. Là cân ba đọt nha, ngọn 1 ly 9 nè, ngọn 1 ly 1, 1, 1 ly 6 nè, ngọn 1 ly 9 nè, ngọn 2 ly 3 nè. Góc 18,6. 323 là giá 1 triệu nha. 323 này bán cho anh em 1 triệu nha. Cây này nếu mà kênh khác bán thì bèo lắm cũng phải 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 nha anh em. 3 đọt thì nói chung là 3 đọt nó hơi giá trị nó hơi cao. Rồi tới cây này là cây mã 324 anh em, một cây cần câu mực anh em. Một cây cần câu mực, cây này cây Wesui Wai uh, Biner gì nè dài 2m58 uh, 2m58 Airmax nó 3.5 lực của nó 8 đến 12 lb nè ở cái này cái này con mực nha chất liệu cần nó là carbon và hình cần để chung rất là đẹp khoan hãng bác hãng như nè khoan hãng bác hãng chất liệu cần là carbon mới tin nè à. rồi cái này mã cho anh em là 324 nha nặng 196 g ngọn 2 ly rưỡi 2 ly 3 góc 10,9 324 này giá 48 324 này bán cho anh em 48 nha Rồi cái 325 này cần 3 cút nè 3 cút nha 3 cút độ dài 3 mét mảng anh pha nè Khoan bát Fuji Khoan đó là khoan Fuji nồng súng anh em Alo chống xoắn nè Cái alo này anh em mua thị trường không là Nếu mua mua alo không là bèo phải 1, 2, 120 một cái Alo này không anh em khoan nó khoan vui xích nha cây này thì nó còn đẹp khoảng 85 phần trăm nguyên bản nha chưa hư chưa gãy chưa sửa chữa cây này độ cứng nó tương đương là 50 thôi 40 50 thôi ngọn cũng hơi mềm dành cho anh em thích câu cảm giác nha mấy cái chỗ này thì về vệ sinh nó ra hết nha, nha. về vệ sinh nó ra hết nó hơi bị bị tan tan tí cái chỗ nè vệ sinh nó ra hết thôi rồi cây này mã cho anh em là 325 nha nặng của nó 378 g ngọn 2 đi 8 góc 23 325 giá 1 triệu 2 325 này bán cho anh em 1 triệu 2. 2 nha khoan full xích đồng súng nha nè khoan full xích đồng súng cần người nói chung rất là ok á rồi tới 326 là cần hay chi 2 khúc hay chi 2 đọt anh em 2 đọt 2 khúc nè một đọt độ cứng 15 đọt 15 nè đọt này 10 nè một đọt đầu cứng 10 đọt đầu cứng 15 nha anh em ừ. một đọt đầu cứng 10 đọt cứng 15 carbon 2 da sóng ít khoan Fuji, bát Fuji cây này dài 2 mét mốt em dài 2 mét mốt khoan sóng ít nè sóng này ngọn tháp sẽ thí tinh cây này bao cho anh em đẹp luôn mới tin à. sóng ít đây nè cây này anh em về chơi hoặc sưu tầm cũng ngon hãng Shimano nha cây này là hàng nội địa nhật anh em cây này hai uh, hai power X Super Coi cái này mã số 326 nha. Nặng 168 g ngọn 1 đi 6, góc 16,8. Hai cái này đều ngọn là 1 đi 6 hết anh em. Để em coi coi. Ngọn ừ, ngọn một đi mấy thôi. Nhưng mà một ngọt, một đọt độ cứng 10, đọt cứng 15. Rồi. Cây này uh, 326 giá 900. 326 giá 900 tới 327 nha, từng hai khúc đây. Khoan nó khoan vui xích đồng súng anh em, vui xích nha. Cán xốp thì nó hơi, hơi cái cái khoan hơi cứng đây nó hơi bị mất mớp cái cán xốp tí nha anh em. Khoan bát full gì. Đồng súng, khoan vui xích rất đẹp luôn. Đầu cứng 50 2 4 thôi. Made in China nha. Đây qua hãng đây qua anh em ạ. Alo chống sắng nha. Alo chống sắng. nói chung cây này giờ anh em tuốt lại là đẹp lắm mới tin nè à. khoan rất là nhiều và cái này mã cho anh em 327 nha nặng 195 g ngọn 2 đi 2 góc 10 cái 8 327 giá 850 327 giá 850 nha cái 328 này cây cần lua nè khoan, khoan 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 hãng khoan hãng bát bát hãng anh em khoan hãng bát hãng nha cây này luôn có 10 đến 50 g thôi dài 3 mét nó luôn 10 đến 50 g nha anh em chất liệu cần là carbon khoan hẳn bách hãng anh em cần nói chung khá đẹp á mới cán còn rất đẹp đây tổng thể đây cần 3 mét thì cái này dài cái mét năm mấy nè mét 54 thu gọn lại cái này mã 328 nha nặng 316 g gọn 2 ly 2 gấp 15,4 328 giá 500 328 này bán cho anh em 500 000 nha cái 329 này cần luôn mấy nghe anh em ơi khoan khoan Fuji bát Fuji thường nha khoan Fuji thường bát Fuji nha anh em khoan Fuji đã sắm xanh sắm sắm nâu thôi cần rất là đẹp cây này dài 1m8 anh em Max in Korea là lực của nó là 12 đến 30 lb lua của nó là 15 đến 30 gram cây này độ cứng nó tương đương là MH anh em cái này cứng tương đương MH nè cái này cứng lắm nha cái này ngọn to cứng nè cứng MH thì anh em nhiều người anh em tìm nè cứng tương đương MH cần rất đẹp rồi cái này mã cho anh em là 329 nha nặng 150 gram ngọn 2 đi 6 góc 329 giá 500 000 329 thì giá 500k nha anh em Tới 330 này cần hay chi nè Mắt mắt in Korea nha Mắt in Korea Em chỉnh cái khoan này qua đây Rồi, không bị chặt rồi khoan Vuji, bát Vuji nè mà Cần hay chi dành cho anh em câu, <laughs> câu bè Câu bè, câu cá cháp, cá hành, cá giò, cá nâu cái này dài 1m8 thôi anh em, cần rất đẹp nha. Ngọn tháp xài thủy tinh. Cái này mã cho anh em 330, nặng 142g, ngọn 1 đi rưỡi góc 16,8. 330 giá 4 8. 330 bán cho anh em 480 000 nha. Tới 331 nè. 331 này cây cần lua mấy nghe máy đứng nha. Khoan hãng bách hãng anh em ơi. Khoan hãng bách hãng, made in China nha. Cây này lưu của nó 0.8 đến 10 gram thôi Lực của nó 3 đến 10 lb Dài 1 mét 8 thôi Độ cứng L nha Lưu 10 gram ở đầu Cây này dành cho anh em câu suối nè. Câu suối ngon Cần rất đẹp mới tin nè à. Rồi cái này mã cho anh em 331 nha Nặng 104 gram ngọn 1 đi tư góc 8 ly 331 giá 400 331 giá 400 ngàn nha tới 332 đây cây này cây cần uh, Shimano khoan Fuji bát Fuji nè mà đây cần rất đẹp <laughs> Shimano Zeprem anh em BB cây này mắt China nha độ cứng trăm rưỡi hai mét tư cần rất đẹp nè cây này đời mới đời cao là đời mới giá mua mới khoảng ba triệu mấy bốn triệu á cái này alo alo chống sắn nè alo Fuji chống sắn nha cần đẹp lắm đầu cứng trăm rưỡi hai mét tư cây này chắc chơi máy điện đó nè chơi cần máy điện rồi cây này mã cho anh em là 332 nè nặng 265 gram ngọn 2 đi tư góc 16 332 giá 1 triệu tư nha 332 này bán cho anh em 1 triệu 400 ngàn cái 333 này cần hai khúc kênh rap anh em khoan vuji gold vàng anh em khoan vuji gold vàng nha bát nó là bát uh, bát thẳng của thằng Ken Rap anh em ơi. Cây là cây cần Ken Rap nha. Đây có tên đây Ken Rap. Cây này cây ốc sen lu em. Cây dài hai m hai tám thôi. Hai m hai tám nha. Cần rất đẹp mới tin nè. À. Bộ khoan không anh em nhìn bộ khoan thấy đã chưa? Cây này thì em luôn những cái kênh khác bán khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi cây. Cái đít này hơi xấu xấu một tí. Nhưng mà cái cây này em bán với 1 triệu 8 nè biên bộ khang này không là bèo gì anh em mua bèo cũng phải một triệu một bộ nha em chứ không rẻ đâu cần nói chung rất là đẹp Rồi cái này mã số 333 nè nặng 293 g ngọn 2 đi 6 góc 11,7 333 giá 1 triệu 8 nha 333 giá 1 triệu 800 000 ở 1 triệu 800 000 nha em tới 334 này cần luôn mới đứng nè khoan Vuzi, BF nha em chất liệu cần là carbon khoan bát Fuji nha <laughs> Đây. Cây này cây bass ATAT anh at, em, bass ATAT at, at. made in Korea nè. Lực của nó 8 đến 20 lb, luôn của nó 7 đến 21 gram nha, cây độ cứng tương đương của nó là ML nè 21 gram là độ cứng em ML. ML thường là nó là 20 10 16 g ML. Còn 21 g tầm khoảng MH anh MH. Cần đây. Cần rất đẹp cái này mới lắm nha cái này 334 nè nặng 111 gram ngọn 1 ly 7 góc 7,6 334 giá 500 tới 335 này gây cần hai khúc khoang lá nè anh em nào tính đồ khoang lá thì lấy cái này nè cây đẹp lắm nha hãng đây qua bát đây qua bát thẳng đây qua nha khoang vuji khoang lá vuji cây này dài của cần là 3m1 thôi ba mét mốt thôi nè Cây này em coi nó mắt in ở đâu đây Cây này mắt in, in taiwan nha anh em mắt in taiwan nha có để ở đây mắt in taiwan dài ba mét mốt thôi Khoan lá nha khoang lá vui xích đây cây này nó có một cái là nó cái lóng nó nó cắm vô anh em để cho anh em coi cho con chị đây nè. nè anh em xem nè cái chỗ này nè anh em thấy nó hơi bị tước carbon không bị tước thôi nha chứ không phải bị gãy nha bị tước á nè nó chỉ là cái đống đờ mi nối thôi anh em nè anh em gắn vô nè thấy chưa gắn vô thì nó còn vô vô xuống tới đây nữa vô xuống tới đây nữa đó đây anh em thấy không đó nó xuống vô một khúc đây là cái chỗ đó nó cũng chả có ảnh hưởng gì đâu tại trong đây nó có một cái lối nối em nó ép vô để cho cái cần mình cái cần mình nó ok hơn á đó anh thấy chưa nói chung là nó có bị cái cái lóng đồ mi nhỏ đây nè em nó có bị tước một cái carbon nha tước lõm nha này nên nó không có ảnh hưởng đâu nói chung cái này nó cũng chả có ảnh hưởng gì chứ cái cái cần hết đóng lắp vô là nằm dài già tới đây luôn nè ở đây nó chịu lực hết anh em cứng lắm không có bao anh em gãy nha không bao giờ gãy nổi đâu ok chưa nói chung cây này em báo gõ anh em cái chỗ đó cây này nếu mà nó nguyên hết đó, thì cây này rơi khoảng tầm một triệu tám hai triệu anh em em không phải nói nói láo đâu anh em nào biết chơi sẽ biết nha còn anh em nào mà <laughs> dạng như chơi mấy thường cần thường thường thì nói chung mấy cái này thì báo với anh em thì nói chung là hơi nặng tiền cho anh em nha cái này mã cho anh em 335 nè nặng 422 gram ngọn một đi 6 gốc của nó là 12,7 cây này hai khúc 3 m một anh em độ cứng 20 thôi đầu cứng này tương đương 20 thôi ngọn cá là là dịu nha cây này giá 1 triệu rưỡi anh em. 335 này bán cho anh em 1 triệu 500 000 thôi. Đó 1 triệu 500 000 Một ai anh em tính đầu khoang lá lượm cây này nha. Còn tới 336 này cây cần đúng không? 336 đúng rồi. Cây này cây cần lu mới đứng anh em. Chất liệu cần carbon khoang của nó là khoang Fuji Six nha. Khoang Fuji Six, nguyên một bộ khoang Fuji Six luôn anh em ạ. Cần đẹp lắm hãng cũng cần là ABI Pencil Made in Korea nha anh em cái này ship nè limited cái này phiên bản giới hạn nha anh em dài 2 mét 7 thôi lực của nó là 6 đến 20 lb mồi của nó 5 đến 30 g anh em 5 đến 30 g cái này phiên bản giới hạn nha cần rất đẹp không lỗi nè dạy việc chơi thôi rồi cái này mã cho anh em là 336 nè nặng 217 g ngọn 1 đi 8 góc 10, 8. 336 giá 850 nha. Khoan vui ship bản phiên bản giới hạn anh em, giá 850.000đ mã 336. Tới 337 này cần hai khúc anh em ạ. Khoan vô gì bát nha. Chất liệu cần nó là carbon hãng Ruby. Đầu cứng 80 2,7 thôi. Cái đầu cứng 80 2,7 m nha anh em. Cần đẹp. Mấy cái này em tiễn em tiễn đặt nước đầu á anh em. Nên cần rất là đẹp cho anh em. Rồi cái này mã cho anh em 337 nè. Nặng 291 g, ngọn 2 ly 8 góc của nó 16,8. 337 giá 850. 337 này giá 850 nha. Rồi cái 338 nè. 338 này gây cần Shimano Arod nè. Khoan Vuisic nha, carbon 2 gia xoắn. Đó, khoang Vujic. Carbon 2 da xoắn nha anh em. Khoang Bass kè đầu cứng 50 3m3 thôi cần rất đẹp anh em ạ mới lắm nha cây này hãng Shimano Arrow mới tình cây này mã cho anh em 300 uh, 338 nha nặng của nó 324 g ngọn 2 ly 3 góc 15,6 338 gian chiều rưỡi 338 gian chiều rưỡi nha cần ok đẹp T tới 339 nè cái này cái cần lu can ráp nè lu hãng Ken nha khoan Fuji đá sắm xanh nè bá thản nè bá thản nha khoan Fuji bá thản đây cái này ốc xem anh em dài 3 mét thôi hãng Ken có đại chữ can rap đây nha anh em can grab nè cần chung khá đẹp á, mới chất liệu cần của cần là carbon nha hãng can rap thì anh em biết là carbon nó rất là cao cấp nha mấy cây này thì anh em luôn đánh luôn ngon cây này luôn rền nè lua lóc cũng được cây này nếu mà tải màu tầm khoảng 3 mét này thì tải màu nó tầm khoảng 45g 40g 45g quay đầu nè cái cây này phải mò luôn tầm khoảng 40 gram 45 gram mới đầu thôi cần đẹp ok nha cái này luôn nhá thiệt được nè cái này mã số 339 nha anh em nặng 276 gram ngọn 2 ly 2 gấp 14,6 339 gian chiều rưỡi nha 339 này bán cho anh em 1 triệu 500 ngàn tới 340 là cần luôn mấy ngang anh em khoan buji bát buji ai à, khoan buji bát thẳng nha khoan buji bát thẳng Cây này dài 1,8m thôi Max Incuria nha. Cây này độ cứng nó tương đương ML, lua tầm khoảng 14g đầu thôi. Lua tầm khoảng 14g đầu thôi nha anh em. Cần đẹp lắm. Mới tin à. Cái này mã là 3, 340 nha. Nặng 96g Ngọn một ly 9 góc 8,1, 340 giá 500. 340 này bán cho anh em 500 ngàn nha 500 k ta cái 341 này cây cần hai hai khúc hai chi nè câu bè câu cá cháp cái giò cái hành cá nâu khoan Fuji bát Fuji đầu cứng 15 1 cái 8 carbon hai da xoắn nè ngọn tháp sợi thủy tinh đó carbon hai da xoắn nha cần đẹp lắm mấy cái này anh em về câu ngon mua về sưu tầm cũng được cây còn đẹp lắm nha rồi cái này mã cho anh em là 330 341 nha nặng 125 gram ngọn 1 đi tư gốc 18 341 giá 800 341 này bán cho anh em 800 ngàn nha tới 342 lại cần hai khúc lua nè khoan Fuji bát Fuji cây đẹp lắm nè khoan Fuji đá chấm xanh nha Cây này đường cái là cái khoan đời ba của nó rất là dài cao à đi dây nó rất là mượt anh em đây rất là to rất là dài đi dây mượt hơn đi dây mượt hơn mấy cái khoang chân ngắn cây này dòng đầy cao nè alo vui nha alo này vui nè cần đẹp cây này uh, Mera mê shorter nè dài 24 m lực của nó 8 đến 25 lb Màu trong khoảng 5 đến 40 gram hãng abi pencil nhé cần rất đẹp mới tình trời Cây mấy cây này anh em về mua sưu tầm cũng đẹp anh em ạ. Cây này mã của nó là 342 nha. Nặng 185 g gọn 18 góc 9.3. 342 giá 800 000 luôn máy đứng nè 342 giá 800 000 Cái 343 là cần câu lăng C nè, hai khúc hai đọt anh em. Cây một đọt đầu cứng 1280 nè, đầu cứng 50 30 nè, hai đọt nè. Khoan vúzi bát vúzi nè. Kang Buji Bad Buji và 2m7 anh em made in Korea. Cần nói chung còn đẹp khoảng 80 80% thôi. Đẹp cũng 80 85% thôi. Made in Korea nha anh em. Có chày cần tổng thể đây mới tin à cái này về anh em tút dầu đẹp lắm ở cái này mã cho anh em là 343 nha nặng của nó 450g ngọn 22 góc 21,3,2 sau đó có ngọn người ta ngọn này ngọn hai ly hai nè ngọn này khoảng 2 ly hai ly sáu ly bảy nè một ngọn hai ly hai ngọn hai ly sáu hai ly bảy nha ngọn ngọn vàng này to hơn ngọn trắng này nhỏ rồi cây này là 343 nha mã 343 giá 900 343 giá 900 000 tới 344 này cây cần uh, lua lua mới đứng nữa nè khoan của nó là khoan uh, để em coi khoan gì đây à khoan hãng anh em cây này khoan hãng bát thản anh em à cái này khoan hãng bát thản bá nha cần ở Trung Quốc là đẹp đó. mới cần đẹp mới anh em cây này dài hai m chín sáu là hai m chín mươi tám hai m chín tám hai m bảy hai m tám tám cái này dài hai m tám tám độ cứng m Lô của nó 10 đến 40 gram Max in China nha Dài 2m88 Cần nói chung khá là đẹp Cái này mã cho anh em là 344 nè Nặng 259 gram Ngọn 2 ly 2 góc 12,7 344 này giá 550 344 giá 550 nha Mà tới 345 này cây cần hai khúc lua Lua mấy ngang anh em Khoan Fuji di nha Bát Fuji. Khoan Fuji di cho anh em nè cây này hãng của hãng Mr. Don anh em cây này hãng Mr. Don nha Mr. Don hãng nổi tiếng lắm á dài 1m8 nè lực của nó 6 đến 17 lb lua của nó mát là 18 gram nè up to 18 gram anh em mắt mắt mồi của nó 18 gram nguyên một bộ khăn xích luôn đích thích những cái cán cần anh em em nhìn cái cán đó nè đã chưa cán đẹp lắm nó có chung dễ cầm êm tay cái này mã cho anh em 345 nha. Nặng 112 g, ngọn 1 ly rưỡi gốc 8,5. 315 này giá 600. 315 giá 600 nha. Cái 316 này cần dây trong anh em. Khoan vua uh, chất liệu cần carbon. Bát Fuji. Đá này đá Fuji nha anh em. Đá Fuji uh, Fuji xích á, bóng lưỡng đang bóng. Đó, đá Fuji xích nha anh em chất liệu cần nó là carbon đây cho anh em xem đầu luôn vui à, xích nha anh em đá rất là to dày cái này đầu cứng của nó là 224 trăm hai mét in korea nha anh em hãng new forest cần rất đẹp cái này anh em về lên khoan đánh cũng ngon hai đầu cứng 200 nếu mà lên khoan nữa thì cái này cứng khoan hai trăm rưỡi lên khoan nó cứng hơn nha và cái này mã cho anh em là 346 trăm bốn nè nặng 390 g ngọn 3 ly 2 góc 18 17,8 nha. 346 giá 600 000 346 giá 600 nha anh em. Rồi, anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi em cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.